Kính thưa quý vị, vào ngày 24 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43, 98 31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Nội dung công điện nêu, khoảng 0 giờ 46 phút ngày 24 tháng 5 năm 2024 xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43 xẹt 98 xẹt 31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết và bị thương. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật bộ trưởng bộ công an bộ trưởng thủ trưởng các bộ ngành cơ quan liên quan và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết liệt hiệu quả thực chất các văn bản của quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy nhất là luật phòng cháy và chữa cháy